Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trực tiếp 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 2, tức mùng 2 Tết Ất Mùi, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đã thành thông lệ, cứ 3 năm một lần, người dân làng Nhị Trung xã Gio Thành huyện Gio Linh lại tổ chức lễ hội đu bay truyền thống vào ngày mùng 2 Tết. Đây là lễ hội độc đáo và cần sự dũng cảm của người chơi nên thu hút đông đảo du khách du xuân đến xem. Hàng trăm tàu thuyền của bà con ngư dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ ướt nghề trước cửa biển với mong muốn năm mới Ất Mùi 2015 sẽ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị chủ động trong việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân những ngày Tết. Trong phần tin thế giới, người dân Trung Quốc tại thành phố New York, Mỹ đón Tết Nguyên đán cổ truyền. Thưa quý vị và các bạn, thường được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán, lễ hội bài chòi được xem là trò chơi nghệ thuật chứa đựng những nét văn hóa dân gian độc đáo được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính vì vậy mà bài chòi đang được Việt Nam hoàn thiện hồ sơ trình lên UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng hôm nay tại làng Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa. Ngay từ sáng sớm, sau hồi trống khai cuộc, lễ hội bài chòi thu hút đông đảo người dân tham gia. Tất cả mọi người, già trẻ, gái trai, ai cũng được hòa mình vào cuộc chơi. Người trẻ tham gia như muốn trổ tài của mình. Người già như tìm lại những ký ức xa xưa của làng quê, dù chính họ cũng không biết được lễ hội bài chòi có từ bao giờ. Là cái có là mấy trăm năm rồi chứ không phải là... Đấy. Tức là để cho giúp dân làng đi, mỗi một năm như thế là coi 7 ngày đó, ngày hồi xưa chơi 7 ngày. Rồi là chơi ăn chơi thoải mái để thư giãn để một năm mới lao động tốt hơn và công việc tốt hơn. Tại lễ hội, 11 cái chòi được dựng lên chia thành hai bên, mỗi bên 5 chòi và một chòi trung tâm ở giữa dành riêng cho các vị có uy tín trong làng hay cũng có thể dành cho cặp vợ chồng mới cưới. Cuộc chơi bắt đầu khi anh Hiệu bắt đầu rút một quân bài trong ống tre và sướng tên. Trong số những người chơi, ai có 3 quân bài trùng với tên quân bài anh Hiệu vừa sướng sẽ là người thắng cuộc. Phần thưởng trao cho người thắng cuộc được mọi người xem đó là may mắn trong những ngày xuân. Thông qua cái trò chơi này trong tin làng nhà xóm được là kết nối được đoàn kết hơn và mong muốn của tôi được sang năm mới là làm do dân làng làm ăn được phát đạt và vui vẻ trong năm sản xuất đem lại thắng lợi trong năm. Thông qua cái gìn giữ cái lễ hội văn hóa đầu xuân này, chúng tôi mong muốn là bài chòi Việt Nam sớm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Đi đâu mà cứ đi hoài, cử nhân không đỗ, tú tài không xong. Hay chầu này đã có trăng non, để anh lên xuống có con em bồng. Những câu hát thay đó hiện nay có người nhớ, người quên, nhưng không vì vậy mà lễ hội bài chòi mất đi tính hấp dẫn của nó. Trong không gian nhỏ hẹp này, bài chòi chứa đựng nét văn hóa truyền thống quý báu được người dân làng Đơn Duệ gìn giữ từ đời này sang đời khác, gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm cùng vượt qua gian khó để xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Cũng là một lễ hội xuân truyền thống không kém phần độc đáo, sáng nay mùng 2 Tết, dân làng Nhị Trung xã Gio Thành huyện Gio Linh tổ chức hội đu bay truyền thống. Trò chơi xuân này vừa hấp dẫn, vừa đòi hỏi sự dũng cảm của người chơi nên thu hút đông đảo du khách đến xem. Đã thành thông lệ, cứ 3 năm một lần, người dân làng Nhị Trung xã Gio Thành lại tổ chức lễ hội đu bay truyền thống vào ngày mùng 2 Tết. Theo lệ làng, hội đu thường có hai phần lễ và phần hội. Phần lễ tuy đơn giản nhưng không thể thiếu, bởi đây là phần mà các vị chức sắc của làng kính cáo với thần linh, thổ địa, cầu mong cho dân làng một năm mới, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, con dân của làng dồi dào sức khỏe để lao động, sản xuất, học tập và công tác tốt hơn. Nên là trong cái tổ chức hội đú
là mình vui xuân là cùng các cái trò chơi khác của làng tổ chức. Nhưng là nếu như hội đu chúng ta tổ chức suôn sẻ, tốt đẹp thì báo hiệu cho một cái năm mới chúng ta làm là ăn là thuận lợi. Sau phần lễ, chủ hội lên nhún đu để khai hội và lúc này phần hội sẽ được diễn ra. Các vận động viên tham gia đu bay không phân biệt già trẻ, gái trai, ai cũng có thể tham gia chơi để thử sức mình. Trong quá trình chơi có thể là đu đơn hay đu đôi nam, đôi nữ. Người nào chạm được vào đích sẽ được làng tặng cho phần thưởng may mắn đầu xuân. Lúc mà tham gia đu thì cũng có thứ nhất là có cái sức khỏe, thứ hai cũng có cái mạnh mẽ kỹ thuật để mà đu. Đu bay là môn thể thao mang tính khéo léo, dẻo dai và dũng cảm của người chơi. Bởi chiều cao của đu bay là 4 mét, cộng với quán tính lực đẩy của người chơi sẽ tạo cho người chơi bay lên cao hơn để có thể chạm lên ngọn tre. Hội đu bay mang tính thể thao dân gian truyền thống nhưng vẫn thu hút đông đảo người chơi, không chỉ người dân trong làng mà cả các vùng lân cận. Hội đu truyền thống thực sự tạo cảm giác vui tươi, phấn khởi, khỏe mạnh đầu xuân, mang đến tiếng cười tươi mới với bao dự cảm tốt lành. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về, người dân Quảng Trị đều chọn ngày tốt đầu năm để tổ chức lễ cạo ướt nghề. Và trong sáng nay mùng 2 Tết, hàng trăm tàu thuyền của bà con ngư dân đã thực hiện nghi lễ này trước cửa biển với mong muốn năm mới Ất Mùi 2015 sẽ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Ở vùng biển Quảng Trị, từ sáng sớm mùng 2 Tết, hàng trăm chiếc tàu đánh bắt xa bờ và trung bờ của bà con ngư dân đều thực hiện nghi lễ cáo ướt nghề đầu năm mới. Đây là một nghi lễ quan trọng nhất trong năm của ngư dân đi biển, với mong muốn năm mới sẽ đem đến thật nhiều tài lộc, mong trời yên, biển lặng, mưa thuận gió hòa, cho thuyền đẩy cá sau mỗi chuyến ra khơi vào lộng. Sau lễ ướt nghề này là bà con ngư dân chúng tôi là có một cái lễ là cầu ngư, tức như là của vạn lại chung, và chúng tôi là có tàu là ra là để rước tiến linh là ở ngoài cửa ngoài biển về tại đình làng để làm lễ là coi như là cầu mùa. Lễ đó để đáp ứng được một tượng trưng sức mạnh tổng hợp của bà con ngư dân chúng tôi để vươn đi xa và đi khơi vươn biển để làm là đánh bắt thủy hải sản trong năm 2015 được toàn diện. Với lợi thế có cửa Lạch, cửa Việt và cửa Tùng thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi vào lộng, trong những năm qua bà con ngư dân vùng biển Quảng Trị đã mạnh dạn đầu tư đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ hiện đại để vươn khơi bám biển dài ngày. Trong đó thị trấn cửa Việt được xem là địa phương có tốc độ phát triển nghề khai thác biển rất nhanh. Những năm gần đây, được sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là chính sách hỗ trợ xăng dầu, cho vay vốn để cải hoán ngư lưới cụ, đóng mới, nâng cấp tàu thuyền, đáp ứng năng lực đánh bắt, mua bảo hiểm thân tàu và thuyền viên, v.v. Nhờ vậy, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có lực lượng tàu thuyền gần 2.300 chiếc với tổng công suất gần 69.500 CV. Riêng thị trấn Cửa Việt đã có gần 150 chiếc, trong đó có 78 chiếc công suất lớn khai thác xa bờ bằng các nghề vây rút chì, rê khơi, pha súc. Nói tóm lại, người dân thì luôn luôn muốn bám biển dài ngày để làm ăn. Nhưng mà thứ nhất là thời tiết rất là thuận lợi. Thứ hai là ngư trường nhận được mùa để là người dân có thu hoạch cao, để sống gia đình càng ngày càng đi lên. Chỉ riêng trong năm qua, ngư dân ở thị trấn Cửa Việt đã khai thác được hàng nghìn tấn hải sản với tổng doanh thu từ khai thác, chế biến lên đến hàng trăm tỷ đồng. Kết quả này là tiền đề quan trọng để bà con ngư dân phấn đấu đạt sản lượng cao nhất trong năm 2015. Không chỉ cầu mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng vào những ngày đầu năm mới, mà tục ướt nghề đầu năm còn thể hiện một cái tinh thần quyết tâm vươn khơi bám biển của bà con ngư dân nhằm khai thác đánh bắt thật nhiều nguồn lợi thủy hải sản, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu khai thác năm 2015, đồng thời vươn khơi bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phiên chợ đầu năm ở chợ trung tâm thành phố Đông Hà không nhộn nhịp như những ngày cuối năm, nhưng nó có một ý nghĩa khác. Đây là phiên chợ không phải buôn lời bán lại mà là người đi chợ bán cái may mắn đầu năm, cầu cho cả năm làm ăn tốt đẹp. Thành lệ, hàng năm cứ vào sáng mùng 2 Tết là bà Trần Thị Điểm ở phường 1 thành phố Đông Hà lại ra chợ bán hàng đầu năm. Với những sản phẩm vốn có của gia đình như trái cau, lá trầu,
Bà Điểm đi chợ không phải để mua lời, bán lại, mà bà chỉ đi lễ ngày và cầu mong cho gia đình cả năm làm ăn phát đạt. Không chỉ là trầu, miếng cau hay hạt muối, mà các mặt hàng nông sản địa phương như rau, đậu, cải, ngò, hoa quả của người nông dân làm ra, hay con cá, miếng thịt lợn do mình nuôi cũng được bà con bày bán. Người mua, người bán đều vui tươi hòa nhã, họ trao đổi cho nhau những mặt hàng dân dã để phục vụ bữa ăn trong những ngày Tết của gia đình. Và điều làm cho họ quan tâm nhất là thực phẩm, nông sản sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh và giá cả đầu năm vẫn như ngày thường. Đầu năm cũng giống như cuối năm, hàng giá hàng vật bình thường, chứ không có cái gì thay đổi cả. Hàng gì cũng thấy thực phẩm thấy an toàn và hàng hóa là thấy tươi tốt. Cũng như bao phiên chợ của những năm trước, phiên chợ mùng 2 Tết năm Ất Mùi 2015 cũng là phiên họp chợ mang nhiều ý nghĩa. Họ về đây đầu năm mới để trao đổi, mua bán những món hàng mà mình làm ra, để cầu may, cầu tài, cầu lộc. Để làm tốt công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đã có sự chủ động trong việc chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, thuốc men, hóa chất, do đó đã kịp thời cứu chữa nhiều ca cấp cứu cũng như chăm sóc điều trị cho bệnh nhân. Trong những ngày Tết, cán bộ nhân viên ở khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị làm việc nhiều hơn thường ngày, bởi hầu như lúc nào ở đây cũng có đông bệnh nhân. Thế nhưng, với tinh thần trách nhiệm của mình, đội ngũ y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, chăm sóc và điều trị cho nhiều bệnh nhân. Sáng 30 Tết, ông Lê Hoài ở xã Triều Trạch, huyện Triệu Phong, khi thấy mẹ của mình trong cơn nguy kịch, đã đưa đến bệnh viện. Sau khi được cứu chữa, cho đến bây giờ, tình trạng sức khỏe của mẹ ông đã tốt. Mẹ tôi được khi đưa vào cấp cứu ở bệnh viện này thì bệnh tình của mẹ tôi hiện bây giờ đã là chuyển đổi được rất là tốt. Nói chung là từ khi đó tôi rất là mừng vì khi ở nhà là rất là nghiêm trọng, đến như vậy đã cao được một đỉnh lên là 260/1.8. Tôi cảm thấy lo lắng nhưng đến đây bệnh tình của mẹ tôi hiện bây giờ nói chung đã giảm một độ một phần trong vấn đề vào bệnh viện đây. Tất cả các bác sĩ đây tận tình chăm lo chú đáo, săn sóc cho mẹ tôi. Xác định cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong những ngày Tết là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nên công tác chuẩn bị đã được Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị tiến hành kỹ lưỡng với đầy đủ các phương án phân công để đảm bảo không xảy ra bất cứ sai sót nào. Trong đó, đối với khoa cấp cứu là một trong những khoa thường xuyên phải tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy kịch. Bệnh viện tăng cường nhân lực, phân công đội ngũ y bác sĩ túc trực 24/24 giờ, phân công nhiệm vụ trực chính, trực dự bị, đồng thời bố trí đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Đối với 167 bệnh nhân lưu lại tại bệnh viện, ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, giúp họ vơi đi nỗi buồn khi phải đón năm mới trên giường bệnh, bệnh viện chỉ đạo luôn có sự theo dõi thường xuyên của y bác sĩ để không thể gián đoạn quá trình điều trị. Trên tinh thần vui Tết đón xuân, những nhiệm vụ của người thầy thuốc là khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân là vấn đề quan trọng hàng đầu. Do đó, công tác chuẩn bị của bệnh viện ngay từ đầu năm rất là khẩn trương, với chuẩn bị về con người 72 suất trực với 4 kiếp trực, trực lãnh đạo, trực hậu cần, trực an ninh, trật tự và trực cấp cứu ngoài viện. Trên tinh thần đó, với công tác chuẩn bị tất cả các thuốc, vật tư tiêu hao cũng giống như dịch truyền và máu được chuẩn bị sẵn sàng, cũng như đội cấp cứu máu, hiến máu một cách khẩn cấp cũng được rõ ràng. Tết Nguyên đán Ất Mùi đã về, mọi nhà đang vui xuân với những bữa cơm ấm cúng có đầy đủ ông bà, cha mẹ, con cái hoặc du xuân thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh. Thế nhưng ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị vẫn có bao người vẫn lặng thầm, vất vả. Họ chính là những y bác sĩ, những người thầy thuốc biết hy sinh cái riêng của mình để cấp cứu, điều trị cho bao người vượt qua bệnh tật. Chuyển sang những thông tin khác. Với rất nhiều danh lam thắng cảnh, di tích cùng hệ sinh thái biển dày đặc, miền Trung Việt Nam có sức hút lớn đối với khách Thái Lan và một số nước trong khu vực vốn ưa thích tham quan du lịch và tắm biển. Tại tỉnh Quảng Trị, địa đạo Vinh Móc đã được nhiều du khách Thái Lan lựa chọn là điểm đến trong tour du lịch miền Trung Việt Nam. Chị Kansini Atipaisan, nhân viên hội chữ thập đỏ ở Phước Đen, Lai Trong, Thái Lan, đã biết đến địa đạo Vinh Móc của tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Nhưng hôm nay, chị mới được tận mắt chứng kiến một kỳ tích trong chiến tranh của người dân nơi đây.
Tôi rất vui vì được đến đây, được thực hiện mơ ước tấm mắt thầy địa đạo của người dân Việt Nam, thấy được những vất vả của người dân Việt Nam trong chiến tranh. Tôi rất khâm phục. Khi về, tôi sẽ giới thiệu nhiều hơn cho bạn bè tôi. Rất ấn tượng khi đến đây, rất thú vị và cảm thấy sự lựa chọn đến địa đạo Vĩnh Mốc là đúng đắn. Anh Hoàng Văn Trưởng, hướng dẫn viên của công ty du lịch Anh Em ở Nghệ An cho biết, du khách Thái Lan rất thích đến địa đạo Vĩnh Mốc trong tour du lịch miền Trung Việt Nam. Mỗi năm anh đưa hàng trăm lượt khách đến địa đạo Vĩnh Mốc. Lượng khách du lịch đến Quảng Trị trong những năm gần đây có dấu hiệu tăng đáng kể. Riêng năm 2014, lượng khách đến tham quan ở các điểm di tích lịch sử đạt con số 265.000 lượt, trong đó du khách Thái Lan chiếm khoảng 40%. Bình thường thì đối với du khách người Thái đi về miền Trung của Việt Nam này thì người ta rất là hay đi về địa đạo Vĩnh Mốc và là một cái địa điểm mà không thể thiếu được đối với du khách người Thái. Trong thời gian tới để phục vụ tốt hơn cho khách tham quan thì chúng tôi cũng nghĩ ra được một điều rằng là không những du khách tới địa đạo Vĩnh Mốc chúng tôi giới thiệu về di tích này mà còn những cái địa đạo còn lại xung quanh, và trong thời gian tới thì sẽ có thể cử một cái đoàn công tác vừa là với cái vai trò là một hướng dẫn viên và vừa là những người được đi tham quan, thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi giống như là dạ ngoại đi tới các cái địa đạo khác ngoài cái địa đạo này để làm một cái tour du lịch. Đầu năm 2015, một tin vui đã đến với Quảng Trị, đó là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử địa đạo Vĩnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Linh. Việc được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt địa đạo Vĩnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh sẽ có điều kiện để thu hút ngày càng nhiều hơn du khách đến tham quan. Chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Trong 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng 2, tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế chống khủng bố tổ chức ở Washington, Mỹ, đại diện của 65 quốc gia đã thảo luận những phương pháp đấu tranh chống truyền bá tư tưởng khủng bố, ngăn chặn việc tuyển mộ chiến binh ngoài quốc tham gia tấn công khủng bố. Hội nghị thượng đỉnh này vốn được lên kế hoạch tổ chức từ lâu, nhưng sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris, Pháp hồi tháng trước, vụ bắt cóc và hành hình các con tin người Nhật và Jordani, thì các chủ đề được thảo luận trở nên thời sự và mang tính cấp bách hơn, bao gồm chia sẻ kinh nghiệm và thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tấn công khủng bố ngay trong các cộng đồng. Hội nghị thượng đỉnh này là một phần của chiến lược ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực tại Mỹ được Tổng thống Barack Obama đề xuất từ năm 2011. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama đã tận dụng cơ hội này để khẳng định nước Mỹ và liên minh quốc tế không thực hiện cuộc chiến với Hồi giáo mà đang tiến hành chiến tranh với những người đã làm tha hóa đạo Hồi. Pháo nổ bắt đầu một năm mới. Bên cạnh đó là pháo hoa truyền thống cùng tham gia. Đó là hình ảnh tại một khu phố người Trung Quốc ở New York, Mỹ, nơi người dân đang tổ chức đón năm mới. Năm nay chúng tôi gọi là năm con cừu. Cừu thì hiền lành và dễ thương, chứ không có những cá tính mạnh mẽ, nên tôi hy vọng năm nay sẽ thoải mái hơn. Người Trung Quốc cũng như phần lớn người Mỹ ở đây đều rất thích thú trước những ngày lễ này, được thưởng thức những món ăn truyền thống mang đậm văn hóa Trung Quốc. Theo thống kê, người dân Trung Quốc tại Mỹ đang ngày càng tăng và việc tổ chức đón Tết Nguyên đán cổ truyền như thế này ngày càng phong phú với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, trong đó có múa lân sư rồng. Tết cổ truyền năm nay là lễ hội dài nhất trong lịch sử của người Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 đến mùng 5 tháng 3. Mỗi năm tương ứng với một con vật, nên trong năm của con vật nào thì người ta thường tránh ăn thịt con vật đó vào đầu năm. Phong tục đốt pháo của nhiều nước châu Á là để đuổi ma quỷ và những điều xui xẻo. Năm hết Tết đến, người dân xa xứ cũng trang trí nhà bằng cách neo những câu đối đỏ, đèn lồng đỏ dán giấy đỏ và đốt pháo để mong muốn có một cái Tết vui vẻ, năm mới an lành. Nếu có cơ hội đến Malaysia vào dịp Tết cổ truyền, quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món je sang, món ăn truyền thống trong ngày Tết của người Malaysia. Nộm je sang đã từng là phong tục của người Hoa sống ở Malaysia và Singapore. Ngày nay, món ăn này thường được sử dụng như món khai vị để mang đến may mắn, tài lộc cho năm mới. Je sang giống như một loại salad gồm rất nhiều loại rau củ cắt nhỏ và cá sống cắt mỏng và được rưới nước sốt lên trên.
Trước khi thưởng thức món ăn này, mọi người sẽ đứng xung quanh bàn và nói lời chúc phát tài, vạn sự như ý. Sau đó sẽ cùng đảo nguyên liệu 7 lần và cầu may mắn với những lời cầu chúc năm mới thịnh vượng. Mỗi người sẽ cầm đũa đảo rồi tung je sang lên cao và ước nguyện điều may mắn cho năm mới. Người ta tin rằng ai tung je sang càng cao thì người đó sẽ gặp nhiều may mắn trong năm. Đến đây chương trình thời sự trực tiếp 18:30 của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.